Rồi, lần đầu tiên Trung Nguyên xin được gửi lời chào đến cô chú với chị em mình ha. Thì nhận được lời yêu cầu của một số cái anh em, hôm nay Nguyên lại tiếp tục chia sẻ một số cái kinh nghiệm ông nhận được sự ủng hộ và cũng như sự yêu thích của mọi người. Mấy anh em và cô chú bạn thân thuộc nè. Thì nếu mà xem video này thì nhớ cho một cái like, chứ nếu mà chưa đăng ký thì có thể đăng ký để ủng hộ cho Nguyên ha. Thì đang trời nắng trốn dưới những gốc mai nè mọi người, thì những gốc mai này là mình chưa có ghép mà mình mới chỉ nuôi phôi thôi để cho nó ra rễ phát triển cho nó mạnh cái đi, rồi rễ nó nhiều cây nó có lực cái đi, rồi mình ghép sau vẫn được bình thường. Chứ Nguyên thường thường kinh nghiệm của Nguyên thì không có ghép liền được hay mọi người. Rồi trở lại vấn đề chính ngày hôm nay, thì trên tay Nguyên đây cầm một cái rất là quen thuộc mà có thể là nếu anh em chưa có xem thì có thể là còn mới, nhưng mà mình đã xem rồi thì nó rất là quen thuộc ha. Đây là cái vitamin B12 mà Nguyên chia sẻ nè. Thì vitamin B12 này là nó có thể là hôm nay đó là cái chủ đề mình sẽ tiến hành chia sẻ về cái vấn đề phạm phân phạm thuốc cũng như là cách tưới nước cây ha mọi người. Rồi có thể đá ra một số cái kinh nghiệm nữa mà mình nhớ tới đâu mình sẽ nói tới đó. Hy vọng mọi người sẽ không có mà không có cái mà phàn nàn ha, để Nguyên chia sẻ với mọi người. Rồi thì đây là cái vitamin B12 dùng để giải độc cho cây. Thì đầu tiên mình Nguyên ngồi ở dưới đây thì cũng nói chia sẻ kinh nghiệm trước đi. Thì đầu tiên á mọi người, đối với những anh em mà tưới phân mà chúng ta nghi ngờ phạm phân phạm thuốc mà nó có cái hiện tượng cháy lá đó mọi người, thì mình sẽ sử dụng vitamin B12 này thì nó rất là rẻ mọi người, có 35 ngàn à. Thì cái này là 1C cho 1 lít nước thì chúng ta pha, chúng ta tưới. Và đặc biệt đó có thể là đối với những cái mai mới bứng mới trồng vậy đó mọi người, mà không có xi thì chúng ta có thể pha với kích rễ để chúng ta tưới 1C 1 lít nước luôn, để cho nó ngăn ngừa cái tình trạng sốc cây cũng như là nó tăng cái tính chịu đựng của cây lên ha mọi người. Thì cái này là vitamin B12 ok đó. Rồi thì đối với những cái mai mà chúng ta nghi ngờ phạm phân phạm thuốc mới tưới trong vòng khoảng từng 1 đến 2 ngày thì nó có hiệu dấu hiệu rủ lá rồi đó mọi người. Nếu mà chúng ta đã từng tưới phân rồi, dấu hiệu rủ lá hoặc là cháy lá thì ví dụ như thường thường nó sẽ xuất hiện ở lá non ha. Thì bây giờ Nguyên sẽ tiến hành lấy một cái lá để nhân tiện chia sẻ nè nè. Ví dụ như nè, đây là cái lá non nè mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình nói về cái vấn đề phạm phân phạm thuốc trước đi. Thì đây là cái lá non, nếu mà chúng ta tưới phân bình thường hoặc là cái cử phân mà nó đã ăn bình thường rồi đó mọi người, thì cái lá chúng ta nó không có sao hết. Mà khi mà chúng ta gờ vô cái lá nè, đối với chúng ta tưới phân á, khi mà chúng ta gờ lá thì cái lá nó có dấu hiệu giống nếu mà nó ăn phân rồi là nó rất là dai, chúng ta búng cạch cạch luôn đó mọi người, và nó dày, nó rất là cứng cáp ha đó. Thì đó là cái cách nhận biết mà cây nó đã ăn phân rồi. Thì cách nhận biết mà để mà nó bị phạm phân á, thứ cái mà điều đầu tiên tức là những đối với những cái lá già mọi người, lá già thì nó sẽ có hiện tượng đó là nó bị một cái vệt, những cái vệt nám ở đây nè, nám do nắng giống như nắm nắng vậy đó mọi người. Nó thì đó là hiện tượng chúng ta tưới là nó bị phạm phân rồi đó, nám ở đây nè, hai bên đây nó giống như bị cháy vậy đó, nó hơi có màu xám á, xám đen á nó. Thì đó là nó bị phạm phân. Thì và cái biểu hiện ở lá non, lá đó là biểu hiện lá già, còn biểu hiện ở lá non là nó cháy cái đầu lá này nè, nó cháy giống như là chúng ta đem vô lửa mà chúng ta hơ ngang cái là nó quéo lại gì đó mọi người, mà nó quéo xanh chứ không phải là nó cháy, mà nó cháy kiểu cháy bì lá. Cháy bì lá thì nó cháy đen ha, cháy đen, cháy bì lá thì nó nằm, nó xuất hiện ở cái bì lá này không à. Thì cái cháy bì lá là do cái vi khuẩn ha. Thì chúng ta có thể sử dụng một số cái loại giống như Fisan, Santocin đâu đó, thì cái đó vấn đề đó thì Nguyên cũng đã chia sẻ với mọi người rồi đó. Thì nó cháy bì lá hoặc là cháy cái đầu lá này nè, thì mà nó cháy qua cái màu đen, còn nó cháy mà còn nó bị phạm phân đâu, nó giống như nó quéo xuống như người, nó đặc biệt là cái đầu lá này nè, nó quéo cụm vô ha, cụm vô nó không có đen ha, tự nhiên từ sáng tới chiều cái nó quéo nó héo lại đó. Thì cái đó là do phạm phân. Thì phạm phân thì chúng ta tiến hành chúng ta pha cái này vô tưới liền hoài. Trước đầu tiên chúng ta xử lý nè mọi người, đối với những cây mai mà chúng ta cảm thấy nó mạnh mà nó hút nước mạnh hoặc là gì đó, chúng ta nên xả nước bỏ cái đi, chúng ta tưới thật là đẫm vô, xả ra cho thật là nhiều, nó chảy xuống rồi để gáo lại xong. Dùng B12 này, B12 này thì tầm khoảng chừng 1C 1 lít nước chúng ta tưới vô gốc ha, tưới vô gốc định kỳ 3 ngày, tưới một lần và tưới 3 lần, ngưng ha mọi người. À, thì cái này là B12 rồi. Tiếp theo đó là Nguyên đã chia sẻ mọi người về cách nhận biết cũng như là phạm phân, thì họ gặp những anh em mà hỏi rất là nhiều luôn. Thì cái cách đó là cách mà chúng ta có thể là xử lý một cách hữu hiệu nhất rồi mọi người hả. Thì đó Nguyên chia sẻ với cô chú anh chị em mình về cái vấn đề phạm phân phạm thuốc. Rồi vấn đề thứ hai đó là về vấn đề mà
tưới nước trong chậu cho cây nè. Thì đối với tưới nước trong chậu cho cây á mọi người, thì tùy theo cái cây và tùy theo đặc điểm cái mà hút nước của cây mà chúng ta có cái mỗi cái cây chúng ta tưới nhiều tưới ít khác nhau. Các bạn lưu ý chăm từng cây thì chúng ta mới hiểu được nó như thế nào. Ví dụ như những cây mai ở phía sau nguyên đây nè, nó hút nước rất là dữ dằn luôn mọi người, vừa tưới vô thì tầm khoảng gần 2-3 tiếng đồng hồ sau là nó hơi gáo gáo nữa rồi đó. Thì đó là chúng biểu hiện cho những cây mai mà nó hút nước và rễ cắm rất là mạnh, thì chúng ta phải tưới tưới đẫm thật là đẫm, không sao hết, tưới chảy lỏng tỏn ở ngoài cũng không sao hết. À, sợ là chúng ta không có đủ nước để chúng ta tưới thôi, chứ mà chúng ta tưới càng nhiều càng tốt, nói với những cây mai hút nước nhiều đó. Còn đối với những cây mai khi mà tưới vô rồi, đặc biệt là những cái mai phôi nó ra rễ còn ít quá, bộ rễ ít, hoặc là bị cái mai nó đang trong cái giai đoạn mà lửng chửng đang bị giống như muốn xuống si với mọi người, thì tưới nước vô rồi cái bề mặt của nó, nó rất là đậm và nước nó nhiều, nó ẩm mà nó nước, thì chúng ta không nên tưới nữa hay mọi người. Tưới nước hoài thì nó một trong một thời gian 1 tuần lễ 2 tuần lễ có thể là cây nó bạn nó không si đâu, nhưng mà về lâu dài nó cứ nằm như thế thì cái rễ cám á, tại sao mà nước nhiều, tại vì cái rễ mai nó không có chịu nước nhiều, nước úng quá nó không có chịu, mà nó chịu cái chỗ mà khô ẩm, mà khô ẩm mà rễ cám ra nhiều, tưới vô rồi xong thì bắt đầu nó hút nước lên thì nó khô thì nó rất là tốt. Còn tưới vô rồi mà nó chầm bẹp mà nó động dũng là rồi cái mai nó rất là dễ bị si, nó thì thời gian lâu dài mới si, còn mới thời gian 1-2 ngày không vấn đề gì hết nha mọi người. Thì chúng ta nên có cách cái biểu hiện chúng ta xem cái mai chúng ta hút nước thế nào, và đặc biệt cái bộ lá mai nó nhiều thì nó sẽ hút nước nhiều, coi trên bề mặt chậu là có thể biết rồi mọi người. Thì thường tỷ lệ bốc hơi có trên bề mặt chậu nó cũng ít thôi, nhưng mà cái lượng mà rễ mà nó hút lên cây nó rất là nhiều luôn, thì cái mặt chậu nó rất là dễ khô. Thì khi mà nó khô thì chúng ta phải tưới nước vô liền, và chúng ta xem cái biểu hiện của hút nước của cây thì chúng ta tưới thì cây chúng ta nó sẽ tốt. Đó là một cái số cái kinh nghiệm mà Nguyên muốn chia sẻ với tất cả mọi người ha, về vấn đề tưới nước cho cây nó rất là quan trọng nha mọi người. Đó thì cây thường thường nó hút nước từ sáng cho đến tới chiều là nó ngưng, thì nó không có hút nước. Giấc tối là thường thường mấy bạn mà đi làm hay gì đó thì ưa tưới giấc tối thì cây nó không có hút nước đó. Và đặc biệt là cây mai mà nó rễ cám nhiều thì nó hút nước sẽ nhiều. Rồi cái thứ hai đó là khi mà cái chậu mà nó hút nước nhiều thì chúng ta có thể tưới nhiều, còn không hút thì chúng ta ngưng không tưới nữa ha mọi người. Thì chừng nào nó vừa khô chúng ta tưới vô thì chúng ta xem biểu hiện của cây như thế nào để chúng ta biết cách chăm sóc của nó. Thì đó là cái kinh nghiệm mà Nguyên muốn chia sẻ mọi người, đặc biệt là hai cái vấn đề về vấn đề bị xử lý lại cái vấn đề mà cây mai nó bị phạm phân, và cái tưới nước cho cây rồi và cháy bìa lá. Thì mình cũng nhận hỏi, mình cũng đã làm video nhiều rồi, khi mấy anh em không có xem hay sao á. Cháy bìa lá thì nó có cháy bên đây nè, nó cháy hai cái bìa bên đây nè mọi người, nó gọi là cháy bìa lá hoặc là cái đọt, thì nó cháy xám đen vậy đó mọi người. So với phạm phân thì nó lại khác nó. Thì cũng mình cũng đã chia sẻ mọi người, chỉ mọi người đó, mình không có đi quay từng cái mà mình ngồi em nói, tại vì đang cũng nắng rồi mọi người. Thì chủ yếu là cái kinh nghiệm để cho mấy anh em có thể là trao đổi với nhau để mà biết cái cách chăm thôi. Rồi cái buổi hôm nay là tháng 8 hay tháng 8 của cái dương lịch rồi, thì chúng ta sẽ tưới phân gì thì Nguyên cũng chia sẻ luôn. Thì thường thường ví dụ như mình vẫn xài cái 30 10 10 rồi, hoặc là 16 16 8 hoặc là ba cái 20 điều, thì chúng ta luôn khuyên nhau. Thì đặc biệt cái ba cái 20 điều hoặc là ba cái 17 điều, ba cái điều á mọi người, tức là 20 20 điều đó, thì nó sẽ giúp cho cái cây nó cân bằng xài trong mọi giai đoạn luôn ha mọi người. Có thể là làm bông thì tháng này nếu mà cái cây mai nó mạnh tháng 8 tháng 7 rồi, thì cây mai nếu tháng 7 âm lịch thì cây mai chúng ta mạnh thì chúng ta giờ này kích bông vừa, kích bông thì có thể sử dụng DB, mình sử dụng DB mọi người. DB thì 18 460 DB thì nó lăng cao, thì nó sẽ sử dụng trong da rễ, nhưng mà mình một hai lần lăn xong mình sẽ chuyển qua ba cái 20 điều để cho cái mà phân đó mọi người, cái mà phân nó sẽ giúp cho cây mai nó phát triển bền và nó đều đặn hơn. Không có sử dụng một cái được, mình sử dụng ba cái 20 điều đó để cho nó phát triển cành nhánh lá đồ nó có đầy đủ chất và nó cân bằng với nhau, cây phát triển cân bằng bền đó. Còn khi mà chuyển qua nụ thì chúng ta có thể sử dụng DB 18 460 hoặc là những cái loại mà kích nụ giống như 10 50 10 10 60 10 với 10, thì cái đó là tùy theo mình sử dụng thôi và cái biểu hiện của cây như thế nào thôi. Thì cái trong cái giai đoạn tháng 6 thì có thể là mình sử dụng cái lăng được rồi mọi người, đối với những cây mai mà đã thành thục và những ta chơi chuẩn bị cho cái quá trình kích hoa. Còn đối với những nuôi mà nụ đồ chúng ta có thể chêm vô ba cái hữu cơ rồi, mình cũng nói nhiều rồi mọi người. Rồi vấn đề đó là cái về cái vấn đề mình đã qua xong một miếng luôn về vấn đề chăm sóc cây mai mà phân á.
phân mà để mà nuôi nụ. DB thì rất là dễ kiếm mà mọi người. DB thì chúng ta nếu mà đối với nguyên nha thì mình ưu tiên DB, mình có thể mua DB của Trung Quốc, có dạng mà DB xanh đó mọi người, hoặc là của Úc hay gì đó, thì nó bỏ vô nó dễ tan hơn. Chúng ta khuấy vô, ta khuấy vô cái thùng rồi chúng ta múc, ta tưới, thì cây khi mà vừa vô thì cây nó ăn liền, nó mau, nó tới bộ cái rễ cám nó hút lên đưa lên liền. Và chú ý cái vấn đề đó là phân ha, cái vấn đề mà lưu lượng ha, nếu mà nhiều quá là cây chúng ta nó dễ bị sốc ha mọi người, sốc là nó bị lên lá nó bị sọc liền đó, là vấn đề nó bị ảnh hưởng cái bộ rễ rồi đó, thì cái lưu lượng rất là quan trọng, ăn nhiều quá cũng không có tốt ha mọi người, chỉ là vừa đủ thôi. Thì lăng thì nó sẽ làm cho phân hóa mầm hoa được tốt nè, nó ra rễ ra chồi rồi phân hóa mầm hoa, nó làm cho cái tỷ lệ mà nụ ở trên đạt được nhiều đó, để chúng ta có nụ nhiều thì chúng ta khi mà bước qua cái giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10, tháng 9 xin lỗi các bạn, từ tháng 10 đến tháng 12 để mà nuôi nụ tiếp tục sử dụng kali cao á, thì nó đã có phân hóa mầm hoa nhiều rồi, thì chúng ta đưa kali vô thì nó nuôi những cái mầm hoa nó nhiều, thì khi mà Tết thì nó nở nhiều cho chúng ta ha. Đó, thì đó là một số cái kinh nghiệm mà Nguyên muốn chia sẻ với cô chú anh chị em mình về vấn đề chăm sóc cây mai, cũng vấn đề nó cũng còn rất là nhiều, hy vọng mọi người sẽ comment bên dưới để Nguyên biết được cái chia sẻ những cái tâm tư nguyện vọng để có thể là chia sẻ một số kinh nghiệm ha. Đó là kinh nghiệm của Nguyên chia sẻ mọi người, hy vọng sẽ là bổ ích cho mọi người chơi mai vàng. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn ha, xin chào và hẹn gặp lại ha.